Hello, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi đoạn 12 game. Các bạn cùng mình khám phá game đầu tiên nha. Tung, good run. Let's go. Yeah.
Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ hai. My Two Kingdom Friend. Let's go. Ở trong Top Brand này có rất nhiều trò chơi. Các bạn có thể vào và chơi những trò chơi mà mình thích. Đây cũng là một tựa game khá là hot trong những tháng vừa qua. Rồi, let's go. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Boy. Vào đây. Let's go. Wow, không quả nữa. Ok, bây giờ đến lượt cô ta. Wow, cô ta thua mình rồi. Giờ đến lượt mình. Wow, let's go. Ha ha.
lượt nữa là mình thành công. Rồi, mình sẽ chọn màu xanh cái đi. Oh my gosh. Ok, còn 3 quả. Ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Let's go. Ok, mình sẽ phải bê những cái này. Sau đó thì mình sẽ vượt đường này. Yeah, let's go. Sau đó lại ăn mấy cái này tiếp. Các bạn ăn xong rồi các bạn vượt đường hôm nay đi. Ok. Thành công rồi. Nhân 7. Tiếp tục nào. Oh my gosh. Một phát mình sẽ về đích luôn. Nhưng nếu mà như thế thì thôi, về đích từ từ thôi. Đây rồi, để mình còn là lên nhân cao. Mười một đi, 13, 14. Wow. Đó, một trò chơi khá là hay và thú vị. Ok, ăn tiếp rồi. Rồi, còn lại mình sẽ đi thẳng sang đây. Mười ba, ok. 12. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Epic Frank. Cậu bé này đang trốn. Đây rồi. Cậu bé nó ra ngoài rồi. Tiêu diệt cô ta. Tiếp tục nào. Oh my gosh.
Ok, rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang được cái tiếp theo. Scary Teacher vào đây. Chapter 2. Ở phần này thì các bạn sẽ phải đi tìm một mẩu bánh. Bánh này là bánh gì? Phô mai. Một mẩu phô mai. Stay away from my delicious chua. Cake. Ok, let's go. Okay, cái bẫy chuột đây rồi. Và mình sẽ phải xuống bếp để tìm một mẩu phô mai. Mà ta cho ăn chuẩn bị vào bếp rồi. Let's go. Wow. Tìm chuột và bắt chuột vào trong nhà kho này đi. Đây rồi. Wow. I really am the best chef in the world. Okay, let's go. Scary, scary teacher, what is it? Let's go. Skip. Rồi mình sẽ đột nhập vào nhà bà ta. Một ngôi nhà khá là đẹp. Ok. Chuẩn rồi. Level 2. Let's go. Thế này các bạn phải tìm một chiếc búa, sau đó thì sẽ phải pha vỡ một chiếc ghế.
Và tao đang ở gần đây. Oh my god. Đây rồi. Chạy thôi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, The Sibling 2020. Level 6 lắm. Level 6 đột nhập vào trong căn phòng. Wow, ở đây có một chiếc kéo này. Tức là các bạn mình đặt chiếc kéo và cắt cho nó thành các mẩu giấy này, thành một con ma. Hình ma, sau đó thì sẽ để hình lộn ma vào đây, dọa anh trai của các bạn. Ok, bước phải cửa này không, cửa này rồi. Ok, để kéo đây. Một hình con ma, let's go. Anh ta đang vào rồi. Tiếp tục level 7. Từ trên cầu thang xuống. Ở đây thì có một cái bẫy này. Các bạn nhặt cái bẫy lên. Sau đó thì sẽ đặt cái bẫy vào cánh cửa này. Và ở đây có một món đồ của anh ta. Sau đó các bạn sẽ cầm món đồ này, chạy đi. Ok, let's go. Tiếp đến level cuối cùng, đó là các bạn phải đi hái một quả ớt, vài quả ớt. Đây là cây ớt các bạn nhé. King pizza. Và các bạn sẽ cho vào bánh pizza này. Bánh pizza không biết chỗ nào. Bên tay phải. Thẳng vào đây. Ồ, chiếc bánh đây rồi. Ok, mình sẽ đi tìm. Tựa game này thì dễ hơn các tựa game khác, đó là chỉ cho các bạn luôn, sau đó thì các bạn sẽ tự đi tìm lại, cho nên nó dễ hơn các tựa game khác nhiều. Đầu tiên thì mình sẽ nhặt những chiếc quả ớt này. Ông anh này thì đang lên trên tầng 2. Ok, rất là thuận lợi để cho các bạn vào. Nhà kho trong này không có gì.
been looking forward to this pizza all day. Hot, hot! Someone get me water! Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Taxi Sim 2020. Các bạn có thể chọn map cho mình. Map này sáng sủa này, vào đây. Thằng nào cần đi taxi cả. Đây rồi. Ok. Ồ, anh ta không đi. Đó bằng cấp luôn. Ok, sắp tới địa điểm thả của hàng khác này rồi. Rồi, và các bạn cứ thế chở những vị khách như thế này. Rồi các bạn kiếm tiền, sau đó thì sẽ nâng cấp cái xe của mình ngon lên. Rồi các bạn đi sửa xe, tu sửa xe, hoặc là các bạn đi đổ xăng. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Single player. Đấy cũng là một tựa game sinh tồn khá là hay và hot trong những tháng vừa qua. Đầu tiên thì các bạn sẽ ở trên thuyền này. Sau đó thì các bạn sẽ dạp vào trong một hòn đảo. And use it. Ok. Bị thả vào hòn đảo này. Và các bạn phải tìm cách sinh sống. Mình sẽ chờ đây. Bắt đầu đập những cành cây. Mới đầu chỉ bằng những công cụ thô sơ cho nên rất là lâu. Ok. Đảo này khá là rộng đấy. Và địa điểm xây cũng khá là đẹp. Kia là một núi này. Những ngọn núi. Rồi mình sẽ xem cách chế tạo của cái này như thế nào. Ok.
tạo ra gỗ này, cái này tạo ra gỗ. Rồi, tạo luôn. Xem cái này tạo tiếp ra cái gì. Không ra cái gì cả. Ra quả cây, ok. Rồi, let's go. Và các bạn sẽ dùng tấm gỗ này để xây nhà. Đó, cái này xây có vẻ rất là mượt và nhanh. Và chỉ rất là chuẩn luôn. Xây rất là mượt luôn các bạn nha. Các bạn có thể xây cho mình một cửa sổ. Không được rồi. Lại phá đi, phá cái này đi. Ok. Chờ đây. Đó, xây cho mình một cái cửa sổ. Muốn xây cái này lại phải trèo lên thôi. Sau đó các bạn sẽ đi chặt gỗ tiếp. Và cái cây này các bạn có thể đặt cho nó đẹp. Rồi. Sau đó đi chặt gỗ tiếp. Một trò chơi khá là hay. Ở đây có cả chim và trâu, bò. Đúng là một nơi gọi là lý tưởng. Ok, rồi. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Mini Cars. Ở tới game này thì các bạn có thể chơi online. Và hoặc có thể các bạn tạo một server riêng. Sau đó thì chơi server riêng các bạn. Hoặc các bạn có thể vào server của những người khác. Milocas. Ok. Play. Trò chơi này cũng là giống trò chơi kia. Và trò chơi này cũng là một trò chơi sinh tồn. Có điều thì nó sẽ ít quái thú hơn cái trò chơi vừa rồi mình chơi. Ok. Ở đây thì mình đang xây giờ rồi. Wow. Sắp buổi tối rồi, chuẩn bị có quái thú. Cho nên các bạn phải cẩn thận. Và cái hộp này là cái hộp để các bạn có thể tạo ra trang bị. Bây giờ thì mình sẽ kiếm những cái thanh gỗ để mình tạo ra những món đồ kia. Tức là các bạn phải đi trái cây tiếp. Ok. Tiếp đến mình sẽ tạo cái thanh này. 4 thanh đi. Rồi. Bắt đầu ấn vào cái thùng này. Kiếm này. Một thanh kiếm. Mình sẽ tạo cái rìu đi. Một rìu. Một búa. Ok. Đó, xong đó các bạn sẽ dùng chiếc rìu này chặt cây cho nó nhanh. Mình sẽ chặt cho các bạn xem. Đó, rất là nhanh luôn. Ok. Mình sẽ tạo một thanh kiếm xem. Thanh kiếm này không biết ngon không? Thanh này phải dùng bằng gỗ kia rồi. Làm cái thanh kiếm đi. Khi gặp ai đấy thì chém nhau luôn. Tại vì sắp tối rồi cho nên các bạn phải cố gắng xây nhà thật nhanh. Và trốn trong ngôi nhà này. Tránh cho bọn quái thú nó sẽ vào. Nó cắn các bạn. Ok. Đó. Và một lúc nữa các bạn sẽ hoàn thành được ngôi nhà. Sau đó thì tối là vừa rồi các bạn sẽ trốn đi. Rồi, và mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo. Milicas.
Let's go. Những tựa game sinh tồn 2D cũng khá là hấp dẫn và thú vị, và cũng rất nhiều bạn trẻ của Việt Nam mình chơi, cũng như là những bạn trẻ của nước ngoài. Rồi mình sẽ vào lại tựa game này xem. Ở cái mini card này thì nó có 3 hạng mục. Đó là các bạn có thể xây nhà, hoặc các bạn có thể 4 hạng mục. Bước 1 thì là các bạn có thể... Đây, bước 2 đó là các bạn sẽ xây nhà này. Bước 3 là chơi cái kiểu ninja. Bước 4 thì là kiểu bắn súng. Rồi, mình sẽ vào bước 1. Bây giờ thì mình sẽ đi thu thập tất cả những anh chàng Scary Brani. Rồi, thu thập tiếp nào. Let's go. Wow, đây rất là đông luôn. Rồi mình sẽ phát dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.